Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian nha. Anh chị ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại một căn chung cư. Ở đây gọi là chung cư Nguyễn Thiện Thuật đó anh chị. Nó thuộc phường 1, quận 3. Thì cái vị trí của cái căn chung cư này á là nằm trên lầu 1. Đó, nằm trên lầu 1 như anh chị thấy ha. Đó, nằm bên tay trái trước mặt anh chị nè. Rồi ở đây á, mình có cái ban công nhìn thẳng xuống. Đó, bên dưới là tầng trệt anh chị ha. Đó, đây là thuộc phường 1, quận 3. Chung cư lô A Nguyễn Thiện Thuật. Anh chị đi thẳng cái này á, là nó ra đường Nguyễn Thiện Thuật khoảng tầm có 100m thôi. Đó. Còn cái hướng bên đây. Cái hướng bên đây thì cái đường á mình thấy nó cũng rất là thuận tiện. Đường đi lại rất là thuận tiện luôn. Và ngay đây là mình có cái trường tiểu học nè anh chị. Đó. Cái tòa nhà màu vàng đó là trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật. Bên dưới đây thì mình có bãi gửi xe ha. Thì mỗi tháng nó rơi vào khoảng tầm là 300.000 một tháng. Thì cái căn hôm nay á mà anh chị mình vào tham quan á, nó là căn hộ số 124. Đó. Căn này thì nó có hướng là đông nam, với cái bề ngang của nó là 3,5m nha anh chị. 3,5m và chiều dài là 12m. À, chung cư nhưng mà nó nằm ở tầng 2, tức là lầu 1 á anh chị. Thì mình đi lại nó rất là dễ ha. Đó, bên mình quay một vòng cho anh chị xem. Thì cái chung cư này là mình mua bán sổ hồng, có sổ hồng riêng, công chứng sang tên anh chị nha. Với một mức giá bán mình công bố luôn cho anh chị á, tại vị trí của quận 3. Thì hiện tại gia chủ đang cần bán với giá là 2.300.000.000. 2.300.000.000 ha. Với cái số điện thoại liên hệ của anh Hùng 0932956515. 0932956515. Với diện tích sử dụng là 35.6m². Từ bên ngoài mình đi vào trong đây thì có khu vực của bếp nha anh chị. Đây là khu vực của bếp ha. Và bên phải mình là khu vực của nhà vệ sinh. Đó. Nhà vệ sinh thì nó cũng nhỏ gọn thôi. Cũng được ốp gạch cao ráo. Rồi. Khu vực của bếp. Bên đây thì có thêm một cái chỗ để mình rửa chén nè. Đó. Vậy là hiện tại á, là cái căn hộ này nó chỉ có một phòng ngủ như thế này thôi ha. Ở đây hiện tại là mình thấy nó chỉ có một phòng ngủ thôi, nhỏ gọn, rồi phù hợp cho những vợ chồng mới cưới hoặc là các bạn sinh viên. Đó. Mình lên đây mình đi học ha. Thì cái vị trí quận 3 này nó rất là đầy đủ tiện ích luôn, nó gần ngã 7 Lý Thái Tổ đó anh chị. Đó. Rồi anh chị đi ra chợ Bàn Cờ nè, chợ Hồ Thị Kỷ nè, đó, khu chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Hoa, rồi khu phố ẩm thực anh chị cũng biết rồi ha. Rồi mình đi về có mắt Cống Quỳnh, bệnh viện Từ Dũ nè, bệnh viện Bình Dân đó, rồi đi ra nhà hát Hòa Bình, Vạn Hạnh Mon, như là bệnh viện Nhi Đồng 1, thì quá nhiều tiện ích đi đó, nó cấu thành cái giá trị của cái căn chung cư này. Và đặc biệt nữa đó là nó nằm ở bên trên tầng 2 đó, là nó chỉ cách một tầng thôi, xuống dưới là tầng trệt rồi ha. Nếu mà anh chị mua chung cư mà ở trên lầu 2, lầu 3 nữa đó, phía trên á thì cái giá trị nó sẽ không bằng. Đó, tại vì mình đi lên rất là mệt anh chị. Bên ngoài hành lang á thì mình thấy nó rộng rơi vào khoảng tầm gần 2m nha. Đó. Rồi ok ha. Bây giờ mình đã tham quan xong á thì bây giờ mình sẽ mở cái sổ hồng luôn để anh chị nhìn được cái pháp lý của sổ hồng nó như thế nào nha. Sổ hồng có thửa đất số 2 tờ bản đồ số 19. Ở đây nó là lô A nha anh chị. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3. Với cái diện tích đất này thì nó lên tới 2.500 là diện tích sử dụng chung ha. Tại nó là chung cư mà, đất ở đô thị và được sử dụng lâu dài nha. Còn cái căn hộ của mình nó là số 124, tầng số 2 là lầu 1 anh chị ha. Với diện tích sử dụng là 35,59 là coi như là 36m đi. Đó, chung cư này có tất cả là 4 tầng, là sàn với mái đều đúc bê tông cốt thép hết. Và đây là sơ đồ của chung cư ha. Hiện tại á, thì cái căn của mình á, nó hướng ra là hướng đông nam, bề ngang á, là 3,5m và chiều dài 12m. Đó, nhắc lại giá bán á, là 2.300.000.000. Liên hệ qua số 0932956515 gặp anh Hùng nha. Đó. Thì chỗ này anh chị mình giữ xe thì cũng gần ha. Và đây là cái khu vực mà mình đi lên xuống nè anh chị. Cái cầu thang ở đây mình thấy nó cũng rất là rộng rãi nha. Để mình đi xuống cho anh chị xem. Đó, quang cảnh nè. Đó, quang cảnh xung quanh nha. Rồi, ở bên đường Nguyễn Thiện Thuật này thì nó quá là trung tâm rồi.
đó, hướng cầu thang bước xuống rất là dễ. Rồi, ok. Đây đứng, để đứng ở bên cái góc này á thì mình sẽ quay được cái tổng quan. Cái chung cư này nó bự lắm anh chị nha. Đó. Hiện tại bên dưới tầng trệt á thì để là kinh doanh mua bán ha. Còn các anh chị cô chú thì ở trên. Chà, cái căn hiện tại bữa nay mình giới thiệu anh chị á là nằm ngay góc luôn. Đó, anh chị thấy ha, mình đi lên cái thang bộ á là tới cái căn đang cần bán nè. Đó, nằm ngay góc đó luôn nha anh chị. Rồi ok ha, thông tin đã rất là rõ ràng chi tiết. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để anh chị có thể là nhìn được cái cảnh quan xung quanh đây nha. Xin mời anh chị. Từ ngã 7 Lý Thái Tổ ha, vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ, anh chị đi đường Điện Biên Phủ lên đây thì khoảng tầm đâu đó là 500m thôi. Đó, Điện Biên Phủ nha anh chị. Bây giờ mình sẽ ôm tay phải vào cái con đường là đường Nguyễn Thiện Thuật. Mình sẽ hướng dẫn cho anh chị vị trí của cái căn hộ chung cư ha. Rất là dễ tìm luôn anh chị, tại vì nó nằm ở ngay lầu 1 thôi. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật của quận 3. Đó, kế bên bên trái mình là Ủy ban phường 3. Con đường này thì nó là trung tâm luôn rồi anh chị. Đi lại rất là dễ dàng ha. Buôn bán thì sầm uất, ở đây mấy cái quán ăn, quán ốc nhiều lắm. Còn anh chị đi tay trái là mình đi vô chợ Bàn Cờ nè, phố ẩm thực Bàn Cờ nè anh chị. Đó, những cái nhánh đường bên tay trái là mình sẽ đi vào chợ Bàn Cờ nha. Đó, anh chị đi những tuyến đường bên tay phải mình đi vào cũng được ha. Đó, còn bên trái đây là những tuyến đường vào chợ. Bây giờ mình sẽ đi tay phải nha, đi tay phải hẻm 175 Nguyễn Thiện Thuật. À, bắt đầu mình ôm tay phải vô. Đây là hẻm 175 nha anh chị. Ngay trạm y tế nè, trạm y tế phường 1 ha. Đó, khi anh chị chạy vào á, thì trước mặt mình là chung cư Nguyễn Thiện Thuật lô A anh chị ha. Ở đây thì chỗ giữ xe rất là nhiều, anh chị muốn gửi nhà nào cũng được. Đó, mình đi, bắt đầu mình đi ôm về bên tay trái nha. Đó, đi về nhánh bên tay trái. Rồi sắp tới rồi ha, kế bên cái cầu thang luôn, thành ra anh chị đi lại rất là tiện lợi nha. Mình có xách đồ này nọ đó, mình đi lên một cái là tới vị trí nhà của mình liền. Vừa ở lầu 1 mà lại là gần cầu thang nữa ha. Đây vị trí bên tay phải nè anh chị. Đó, mình đi cái cầu thang đó đi lên trên là tới vị trí căn nhà rồi. Ok ha, bắt đầu bây giờ mình sẽ đi thẳng cái hướng này. Rồi ngay đây là trường tiểu học nè anh chị, bên tay trái tòa nhà màu vàng là trường tiểu học nha. Bây giờ mình đi hướng này thì nó sẽ thông ra được Nguyễn Đình Chiểu nha anh chị. Đường xá thì nó cũng khá là rộng ha, xe hơi xe tải là tới trước nhà mình, rồi mình đi cầu thang bộ lên. Cái hành lang thì mình thấy cũng thông thoáng, những người dân ở đây người ta cũng có ý thức á, không có bài đồ ra ngoài á anh chị, thành ra cái hành lang nó thông thoáng. Rồi đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nè anh chị. Đó, đường Nguyễn Đình Chiểu mình quẹo tay phải xuống là đụng Lý Thái Tổ. Ở đây thì anh chị đi về chợ Hoa Hồ Thị Kỷ rất là gần luôn. Hiện tại là mình đang đi vào khung giờ 5 giờ đó anh chị, bắt đầu là gần vô giờ cao điểm ha. Đó, cái hướng này mình đi quay lại cái vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ nè, sau đó anh chị lại đi Điện Biên Phủ thì mình lại trở về cái vị trí căn nhà bán hôm nay ha, căn hộ chung cư. À, nói chính xác là căn hộ chung cư. À, vị trí này thì nó quá là trung tâm rồi, thành ra nếu mà anh chị nào mình đang tìm một cái diện tích đó mà trên 30 mét vuông anh chị, với mức giá khoảng tầm là hơn 2 tỷ thôi, thì có thể liên hệ với anh Hùng ha để mình tới xem rồi mình thương lượng. Đó, chung cư thì nó cũng cũ rồi, nhưng mà sổ thì mình thấy đất là sở hữu lâu dài nha anh chị. Bên tay trái mình đã tới chợ Hoa Hồ Thị Kỷ ha, bên trong đó là khu phố ẩm thực luôn. Đó, cái cổng chào của chợ Hoa Hồ Thị Kỷ đó anh chị. Rồi
rồi chạy tới một chút xíu nữa là dòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ nha. Ở đây thì mình đi tất cả những tiện ích đều gần ha, có Vạn Hạnh Mall đó, rồi anh chị đi về bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc là có mắt Cống Quỳnh, rất là tiện lợi luôn. Đó, chạy một chút xíu thôi mình đã tới những vị trí trung tâm rồi, không cần phải đi xa. Đây là dòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ nha. Và mình cũng sẽ kết thúc clip tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi ha. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh. Và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video sau của Navada, nhà và đất chính chủ nha. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.